Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Đời Sống Thường Nhật. Các bạn đang xem đây là ván đấu thứ hai của trận chung kết môn cầu lông của Hội thao Công nhân viên chức lao động thị xã Tân Châu năm 2020. Đây là trận chung kết giữa cặp đôi nam Hiếu Vũ với Đức Thịnh. Đây là ván đấu thứ hai, mời các bạn tiếp tục cùng xem nhé. Rồi,
Điểm số 20, chuẩn bị kết thúc trận đấu. Điểm số chênh lệch quá xa, kết thúc. Điểm số chênh lệch quá xa, kết thúc trận chung kết Nhật Cầu Long đôi nam hội thảo công nhân viên chức lao động thị xã Tân Châu năm 2020 với kết quả đội Đức Thịnh giành giải nhất. Chuẩn bị lễ trao giải kết thúc giải đấu. Đội hạng nhất là Đức Thịnh, đội hạng nhì là Hiếu Vũ, đồng hạng ba là Nghị Hoàng, với đội đây là lễ phát giải của giải đấu. Ở đơn vị đồng ba Nghị Hoàng Thanh Tra và đồng ba của Phú Lộc, mời các đồng đội với các trung tâm văn hóa thể thao Tân Châu trao giải cho vận động viên. Ở đây là ngày Hiếu Vũ. Video đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các video sau nhé.